Tôm màu đen này nha. Tôm màu trắng này nha mọi người. Ok, như vậy mới hoàn thành xong bức tranh như thế nào nha mọi người. Hay mới rất đẹp nha mọi người. Ok, video của mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, mọi người có thể cho một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nghe, ủng hộ nha mọi người. Ok, bây giờ xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Mọi người nhớ theo nha.